Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopa trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Đấng Kitô đã chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng với các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường. Hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và phúc âm hôm nay, câu chuyện Chúa hiện ra dưới dáng dấp một người khách lạ cùng đi đường với hai môn đệ khi họ thất vọng, họ trở về làng Emmaus. Là câu chuyện duy nhất chỉ có Thánh Luca kể. Cái chủ đề của Thánh Phúc Âm của Thánh Luca là hành trình đức tin và sự đón tiếp, sự phục vụ. Trong cái đoạn phúc âm hôm nay chúng ta thấy cả ba điều đó rõ rõ nét ở trong cái đoạn phúc âm của câu chuyện của ba hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Chúa Giêsu hiện ra cùng đi với họ. Ngài đến đúng lúc họ đang bỏ cuộc, quay quắt và lay rước về chuyện đã qua. Ta biết là ngày Chúa hiện ra là ngay cái buổi chiều ngày phục sinh. Trong phúc âm của Thánh Luca, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các bà đầu tiên, rồi các bà mới đi báo cho các tông đồ, rồi các tông đồ chạy ra thì nhìn thấy như cái điều mấy bà báo, nhưng mà không thấy, không được thấy Chúa Giêsu phục sinh.
Chúa hẹn gặp các ông ở Galilea. Ngài hiện ra đúng lúc hai người đang bỏ cuộc thất vọng chán nản. Giấc mơ của họ về đấng cứu thế tan vỡ hoàn toàn. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ trở nên người cứu dân Israel, có nghĩa là trở nên vị vua để mà cùng với họ đánh đuổi người La Mã ra khỏi đất nước Israel của họ. Các môn đệ đi theo Chúa, ngay cả các tông đồ, luôn luôn giữ cái ý tưởng đó trong đầu, dù Chúa đã nhiều lần chưa báo cho họ. Do đó mà Chúa khiêm tốn trở thành một người bạn đồng hành của hai môn đệ, rồi Ngài gợi chuyện, hay đúng hơn, Ngài muốn tham dự vào câu chuyện dở dang của họ. Và khi họ trả lời một cách lạnh nhạt là chắc chỉ có ông mới không biết chuyện vừa xảy ra, thì Ngài không nản lòng, Ngài không cắt đứt cuộc đối thoại, nhưng mà gợi gợi ý thêm chuyện gì vậy. Ngài giả vờ không biết để họ nói cho vơi nỗi buồn và kiên nhẫn lắng nghe lời họ tâm sự. Họ nói như thế này: trước đây chúng tôi hy vọng rằng, có nghĩa là niềm hy vọng của họ bị tắt rồi. Trước đây, bây giờ thì không hy vọng nữa, đó là chuyện của quá khứ rồi. Và họ, tuy là các bà đã nói với họ, là Chúa Giêsu được phục sinh hiện ra với các bà, họ cũng không tin. Niềm tin của họ bị chai lì, vì họ tin tưởng, cái niềm tin của họ đặt không đúng chỗ. Do đó mà Chúa Giêsu sau khi lắng nghe, tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho họ. Tuy là khi còn sống, Chúa đã giải thích cho họ rồi, nhưng mà họ không nghe. Do đó mà Chúa Giêsu mới giải thích cho họ tại sao người của Chúa mà họ tin là Đức Kitô lại bị đóng đinh như một kẻ bị Thiên Chúa trục giữa. Chúa Giêsu giải thích cho họ cái về cái mầu nhiệm của đau khổ. Đau khổ là nhịp cầu mà Đức Kitô phải vượt qua để sang bờ bên kia là vinh quang bất diệt. Đau khổ không phải là chuyện xui xẻo và rủi ro, nhưng nó có chỗ đứng trong chương trình cứu độ của Chúa. Và sau khi nghe Chúa giải thích, thì lời giải thích của Chúa, lời giải thích tin mừng của Chúa ngọt ngào đến nỗi khiến nỗi đau của họ dịu đi và lòng họ ấm lại. Và đặc biệt, khi mà Chúa giả vờ đi thêm quãng xa, Ngài phải đi nữa chứ chưa không có ghé lại trong làng, thì họ mời Ngài ở lại dùng cát, Ngài ở lại dùng bữa chiều vì trời đã xế chiều. Có một lời nguyện của cha Thánh Pio rất là hay mà tôi không muốn chia sẻ đây. Cha Thánh Pio nói: cầu nguyện với Chúa là xin ở lại với con, vì con cần đến Chúa. Xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn, cuộc đời sắp qua, vĩnh cửu gần đến. Và khi Chúa ở lại với họ, Chúa dùng bữa với họ, sự mời mọc của Chúa, sự đón tiếp của Chúa đã làm cho họ nhận ra Chúa trong lúc Chúa dùng bữa với họ, khi Chúa bày học bánh chào cho họ. Thưa quý ông bà anh chị em, kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmaus cũng là của chúng ta. Lúc chúng ta tưởng Chúa vắng mặt, thì Ngài lại đang ở gần bên chúng ta. Lúc chúng ta nhận ra Ngài ở gần bên, thì Ngài lại biến mất. Nhưng chính lúc Ngài biến mất, thì chúng ta lại cảm nghiệm sâu hơn sự hiện diện của Ngài.
Ngài đến với chúng ta lúc chúng ta không ngờ. Ngài đi, chúng ta không giữ lại được. Nhưng Ngài ở lại với chúng ta cả khi chúng ta không thấy Ngài nữa. Rồi cái điểm thứ hai là Chúa Giêsu phục sinh vẫn đến với chúng ta hôm nay qua một người bạn hay một người lạ chúng ta gặp tình cờ. Qua họ, Ngài có thể thổi vào lòng chúng ta niềm hy vọng, tình yêu. Đặc biệt, Ngài vẫn đến với chúng ta qua từng thánh lễ. Ngài đích thân giảng tin mừng và bẻ bánh trao cho chúng ta. Khi tôi cử hành thánh lễ, là tôi cử hành trong thân phận của Đức Kitô. Chính Ngài là của lễ và Ngài là được dâng lên Thiên Chúa Cha. Của lễ của chúng ta trao cho Ngài, Ngài dâng lên Thiên Chúa Cha thay mặt chúng ta. Và điểm cuối cùng là chúng ta muốn sống như Chúa phục sinh, chúng ta phải tập đến với tha nhân, tập đồng hành với họ, tập gợi ý, tập lắng nghe, tập soi sáng. Vì hôm nay vẫn có rất nhiều người bạn của chúng ta đang lê gót về làng Emmaus trong thất vọng và hoang mang. Chúng ta hãy trở nên bạn đồng hành của họ, cho họ lại